Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phú Tùng Mitsu Xe An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em, đây là bơm trợ lực lái. Bơm trợ lực lái của dòng xe Mitsubishi Chiton phiên bản 2019, 2020, 2021, 2023 mới nhất hiện nay. Và dòng xe Mitsubishi Pajero Sport từ 2018 đến 2023. Đây thì hàng xịn chính hãng, các bạn nhìn đây được sản phẩm được trực tiếp chúng tôi nhập khẩu từ Mitsubishi Motor về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì các bạn nhìn hàng xịn chính hãng, tất cả những cái điểm đánh dấu từ nhà máy trước khi đưa ra đến người tiêu dùng, trước khi đưa ra thị trường đều kiểm tra rất là kỹ. Tất cả đều cái sản phẩm hàng chính hãng, các bạn nhìn thứ nhất là tất cả hình dáng và mọi thứ rất là chuẩn chỉ, và tất cả những đều được kiểm tra rất là kỹ. Tất cả các dấu sơn này là từ nhà máy kiểm tra rất là kỹ trước khi đưa ra đến thị trường. Đấy, các bạn sẽ nhìn nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với được những hàng thay thế đang có mặt tại thị trường. Và hàng xịn chính hãng, các bạn nhìn đây có chữ KB này, cái phần này KB, các bạn nhìn bơm trợ lực lái đây có chữ KB, là hàng xịn chính hãng. Thì nó có bao gồm có phần bơm, và đây là pulley, cái này là pulley bơm trợ lực lái, pulley bơm trợ lực liền luôn cả pulley. Đấy, cái này nó sẽ liền cả pulley. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông thì cái bơm này sẽ trợ lực cho tay lái để chúng ta đánh lái một cách nhẹ nhàng nhất. Đấy, nhưng trong quá trình chúng ta chạy xe trên đường bị hỏng mất cái bơm trợ lực lái này, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Anh em cần thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi Chiton và Pajero Sport này.